Nuôi tôm là một trong những nghề mang lại thu nhập cao cho người nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, hầu như năm nào trên địa bàn tỉnh, diện tích ao nuôi cũng được mở rộng. Tuy nhiên, đến nay chất lượng tôm giống, quản lý dịch bệnh và quy hoạch vùng nuôi, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu vẫn là những thách thức lớn đặt ra khi phát triển ngành công nghiệp nuôi tôm. Bên cạnh đó, do không nắm vững kỹ thuật nuôi, tỷ lệ tôm giống không qua kiểm dịch còn cao, thả nuôi với mật độ dày là những lý do khiến cho tôm nhiễm nhiều loại dịch bệnh, gây thất thu cho người nuôi. Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nghề nuôi tôm, thời gian qua, nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao được triển khai trên địa bàn tỉnh, mang lại hiệu quả đáng kể, giúp nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thưa quý vị và bà con, diện tích mặt nước rộng, điều kiện tự nhiên thuận lợi, tỉnh Ninh Bà Rịa Vũng Tàu rất thích hợp để nuôi trồng các loại thủy hải sản, trong đó có con tôm thẻ chân trắng. Đây là loại tôm có giá trị kinh tế và mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi, đặc biệt là khi mà bà con ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng. Trong chương trình hôm nay, mời bà con ghé thăm một mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo hình thức siêu thâm canh lớn nhất trên địa bàn tỉnh của công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An. Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An ở huyện Đất Đỏ là một trong những doanh nghiệp có dự án nuôi tôm công nghệ cao lớn nhất trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích khoảng 300 hectare. Thả nuôi tôm thẻ chân trắng từ những năm 2011. Trước kia, công ty đầu tư nuôi theo phương pháp truyền thống trồng 260 ao đất với diện tích 1 hectare một ao. Tuy nhiên, sau vài vụ nuôi, năng suất chất lượng tôm giảm dần do môi trường ô nhiễm, diện tích ao nuôi quá lớn gây khó khăn trong quá trình xử lý, thay nước cho tôm. Được tạo điều kiện về vốn, sự ủng hộ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2019, công ty đã cải tạo toàn bộ hệ thống ao nuôi. Theo đó, ao được thiết kế trên diện tích nhỏ hơn và được trải bạt hoàn toàn. Cái thứ nhất là phải nói đến cái năng suất và cái mùa vụ. Nuôi công nghệ cao thì nuôi được quanh năm. Chính vì vậy cái có năng suất, có mùa vụ mình nuôi thì cái sản lượng rất lớn. Thứ nhất là đáp ứng được cái yêu cầu của nhà máy là tôm sạch, xuất khẩu cái giá nó cao hơn. Thứ hai là cái đầu tư vào mình phải thu hồi vốn nó nhanh. Bây giờ cái đời sống cán bộ công nhân viên nó khá hơn. Các ao nuôi được thiết kế theo hai dạng. Ao nuôi vuông được thiết kế chìm và ao nuôi tròn được thiết kế nổi trên mặt đất. Tất cả các ao nuôi đều được trải bạt, dễ vệ sinh, nên ao nuôi không bị ô nhiễm như trước đây. Quy trình nuôi tôm được công ty ứng dụng theo công nghệ 2, 3, 4, theo hình thức siêu thâm canh, mật độ từ 250 đến 300 con một mét vuông. Ứng dụng công nghệ này, tôm được nuôi trong hai giai đoạn khác nhau. 30 ngày đầu, tôm sẽ được nuôi trong ao ương dưỡng. Giai đoạn 2 sẽ kéo dài khoảng 80 ngày, tôm sẽ được nuôi trong ao nuôi lớn hơn. Trong quá trình nuôi, tôm được thu hoạch làm 3 lần. Một nửa số tôm trong mỗi ao sẽ được thu hoạch sau khoảng 2 tháng đầu với kích cỡ tương đương 65-70 con một ký. Khoảng 45% sản lượng tôm còn lại sẽ được thu hoạch trong khoảng 25 ngày sau lần thu hoạch đầu tiên, khi tôm đạt kích cỡ 40-45 con một ký. Số tôm còn lại sẽ được thu hoạch sau khoảng 115 ngày, khi tôm đạt kích cỡ từ 20-25 con một ký. Đặc biệt ứng dụng công nghệ 2-3-4, người nuôi phải tuân thủ chặt chẽ 4 nguyên tắc chính. Tôm giống sạch bệnh, nguồn nước nuôi tôm phải sạch và đảm bảo an toàn sinh học. Môi trường nuôi được cách ly với môi trường xung quanh và không sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi. Khách hàng châu Âu, châu Mỹ người ta đánh giá cái chỉ tiêu nó rất khắt khe. Bắt buộc phải như phải đưa sang công nghệ cao, mà công nghệ cao thì đáp ứng được các nhu cầu của các khách hàng quốc tế. Tất cả các sản phẩm ở đây gọi là tôm sạch, tôm không kháng sinh, không mầm bệnh lớn, gần như là không có mầm bệnh và kháng sinh, thì chúng tôi đưa về nhà máy để xuất khẩu cho những cái thị trường nó khó nhất, giá cao mà khó tính, thì để như vậy thì nó cái hiệu quả nó cao hơn. Đầu tư ứng dụng công nghệ 2-3-4 theo hình thức siêu thâm canh và mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An rút ngắn khoảng thời gian nuôi từ 4,5 tháng xuống còn 3,5 tháng, nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tôm nuôi.
Nếu như trước đây nuôi tôm trong ao đất, công ty chỉ có thể thả nuôi với mật độ 100 con một mét vuông, thì với mô hình ứng dụng công nghệ cao này, mật độ nuôi có thể đạt tới 250 đến 300 con một mét vuông. Thêm vào đó, người nuôi hoàn toàn có thể kiểm soát được môi trường nước, thức ăn và chất thải của tôm. Vì chất lượng nguồn nước được kiểm soát, nên công nghệ nuôi này có tỷ lệ hao hụt tôm thấp, năng suất cao hơn nuôi thông thường, chất lượng bảo đảm và không gây ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải. Việc nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của công ty cũng giảm nguy cơ dịch bệnh do được đầu tư hệ thống lưới che nên hạn chế tối đa việc ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết bên ngoài. Vụ tôm đầu năm 2020, sản lượng tôm của công ty đạt khoảng 1.000 tấn, lợi nhuận 20 đến 30 tỷ đồng. Theo cái định hướng chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có thủy sản, thì trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, thì về chính sách thì ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ về cái phát triển công nghệ cao. Cái đề án sau lưng cái đề án 04 là một loạt các cái văn bản về chính sách hỗ trợ. Thực tế trên địa bàn tỉnh mình thì đã có 16 cái doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có Minh Phú nơi chúng ta đang đứng lên thì là một trong những cái mô hình điểm phát huy hiệu quả rất tốt về cái hiệu quả về kinh tế. Tôi đánh giá rất cao cái mô hình ứng dụng công nghệ cao của Minh Phú này. Ngoài Minh Phú ra thì chúng ta còn nhiều doanh nghiệp khác nữa như là doanh nghiệp Liên Giang, như là Ngọc Tùng, như là Thành Long và một số các cái hộ cá nhân nữa thì ứng dụng công nghệ cao vào đem lại hiệu quả rất cao, rất tốt, và cái tỷ lệ rủi ro nó giảm xuống, đặc biệt là về cái môi trường, nó giảm phát thải ra cái môi trường rất là tốt. Là một trong những doanh nghiệp không cần áp dụng khung lịch mùa vụ trong nuôi tôm. Vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An đang đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước mặn từ cửa biển Lộc An vào các ao nuôi để duy trì nguồn nước mặn, đảm bảo sản xuất quanh năm. Thưa bà con, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, ngoài việc mang lại năng suất cao gấp nhiều lần nuôi tôm thông thường, thì mô hình này còn giúp bảo vệ môi trường, đặc biệt là nâng cao giá trị và thương hiệu tôm Bà Rịa Vũng Tàu trên thị trường. Và Nhật Vinh nghĩ rằng nếu như bà con muốn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nghề nuôi tôm, thì việc ứng dụng công nghệ cao là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Chúc bà con sẽ có những vụ tôm thật bội thu. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 về phát triển nông nghiệp nông thôn, thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 ban hành đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Với mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, cũng như là bảo đảm nuôi trồng được xử lý triệt để, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản của tỉnh bình quân giai đoạn 2016-2020 là 4,5% và giai đoạn 2021-2025 là 4,3%. Một trong những nội dung quan trọng của đề án là xây dựng vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản được quy hoạch tại khu vực thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với quy mô 239 hectare. Vùng nuôi tôm công nghệ cao được quy hoạch tại khu nuôi trồng thủy sản huyện Xuyên Mộc ở xã Phước Thuận với quy mô 50 đến 70 hectare. Các vùng sản xuất giống và nuôi tôm công nghệ cao đều ứng dụng công nghệ, sản xuất theo quy trình việt gáp, nuôi vi sinh khép kín, giống sạch bệnh, chống chịu môi trường biến động. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án, lĩnh vực thủy sản bước đầu đạt kết quả khả quan, phát triển theo hướng chất lượng, giá trị cao và bảo vệ môi trường với quy mô hợp lý. Hiện toàn tỉnh có 17 cơ sở nuôi tôm với diện tích 391 hectare ứng dụng công nghệ cao đã và đang mang lại kết quả khả quan. Thưa quý vị và bà con, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nói riêng và trong nông nghiệp nói chung là con đường duy nhất để có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu. Và chỉ có ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất thì mới tạo ra được sự đột phá về năng suất và chất lượng nông sản, giúp giảm giá thành, bảo đảm có sản phẩm sạch, tiến tới xây dựng thương hiệu mạnh của vùng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nông nghiệp Nông thôn ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.